Xin mời đội Style 2D tỉnh Lâm Đồng vào sân thi đấu. Chủ đề tham dự là Bánh Sư Hoàng Sơn Thủy, Đã Mãn Xà Đoạt Lân Chi.
Thời gian tham dự của đội Style 2D Lâm Đồng là 8 phút, đúng thời lượng. Các trọng tài chấm điểm lưu ý, đội Style 2D hái lộc không hợp lệ trừ 0.5. Trọng tài báo điểm. Trọng tài 1 7.85, trọng tài 2 7.80, trọng tài 3 7.75, trọng tài 4 7.85 và trọng tài 5 7.70. Thank you.
phòng nhạc cơ. Và tổng số điểm đạt được của Star Heyday Lâm Đồng là 7.80. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và cùng toàn thể quý khán giả liên hoan lên.